Ôi, đây là xe bê tông nhưng mà xe rất là bẩn nha. Các bạn nhìn này, đấy cát bụi bám vào xe, chà chà bẩn quá. Xe đi công trường về mà bẩn ghê đi. Bây giờ phải đi cọ xe nha. Chúng ta sẽ đi cọ xe. Đến chỗ cọ xe rồi. Ô, xe ô tô máy cẩu cũng ở đây hả? Chà chà, ô tô máy cẩu hôm nay cũng bẩn. À chà chà chà, toàn đất cát bám ở trên người thôi, bẩn quá. Nào, ô tô máy cẩu cũng cọ xe à? À, nhưng mà ô tô máy cẩu sẽ cọ trước, bởi vì đến trước. Ô tô trộn bê tông sẽ cọ sau. Ô tô trộn bê tông đứng ở đây nhá, đứng đợi đây nhá. Nào, vặn vòi nước. Nước vào đây, vào cái gầu này. Cọ cái bánh gì? Nước chảy vào đấy. Cọ cái kính nào? Cọ gầm trước nào? Cọ bánh sau nào? Đấy là quay đấy. Mọi người nè, nước chảy làm bánh quay đấy. Nước chảy làm bánh quay. Chà chà, ui, bánh quay tít quá. Ôi, chảy làm bánh quay tít hò. Chảy làm bánh quay. Chà chà, sạch rồi, sạch rồi. Nào, bây giờ đến lượt ô tô trộn bê tông nha. Bây giờ ô tô trộn bê tông lại đây. Nào, vặn nước. Chà, ui giời, bao nhiêu là đất này. Nước bỏ ngòm nha. Cái bồn đi nào. Chuẩn bê tông. Cọ kính, cọ nóc xe, cọ cái kính đằng trước nè, gầm trước, gầm sau, cọ bánh nè, cọ bánh nữa nè. Bánh quay.
Sạch chưa nào? Sạch rồi. Xuống đây nào. Tắt nước đi. Đó, vậy là cả hai xe đã được cọ sạch rồi nha. Chúng ta đi trở lại công trường thôi. Chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng tớ nha. Chào tạm biệt.